Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn thân mến! Trong video lần trước, PMT Doctor có chia sẻ về việc bà bầu bị cúm có gây dị tật thai nhi không? Phân biệt cảm và cúm, đâu là cảm lạnh, đâu là cúm do virus, cúm do vi khuẩn xâm hại, cách xử lý và thuốc gì có thể uống để không gây dị tật thai nhi. Và cảm hay cúm thì đều gây ra chảy nước mũi, nghẹt mũi. Nghẹt mũi thì ngăn cản đường thở, thở bằng mồm, làm chúng ta thu được ít oxy vào phổi hơn. Mà bào thai thì cần oxy lắm lắm, mẹ bầu phải hít thở cho hai người cơ mà. Rồi có những khi nằm nghiêng thì ta chỉ hít một bên mũi, một bên tắc. Thế là một bên phổi không diễn ra hoạt động hô hấp. Nguy hiểm nữa là thở bằng miệng, làm không khí vào phổi không được lọc, không được làm ấm và ẩm, nên rất dễ gây viêm họng, viêm thanh quản, viêm khí quản và phổi, lâu ngày có thể mắc viêm xoang. Hôm nay, PMT Doctor sẽ nêu cách xử lý và hôm nay chúng tôi sẽ chỉ nêu về mũi mà thôi. Thứ nhất là làm sạch mũi và xông mũi bằng nước muối. Nếu mới bị ngạt mũi, hãy pha nước muối loãng và nhỏ vào mũi. Chất kháng khuẩn của nước muối sẽ giảm cảm giác nghẹt. Hoặc nhỏ vài giọt nước muối sinh lý vào mỗi bên mũi để một lát rồi xì sạch nhầy ra, đường thở sẽ thông thoáng, dễ chịu. Làm vài lần trong ngày. Thứ hai là xông hơi vùng mũi. Dùng viên xông mũi bằng dược liệu hoặc giấm táo. Hai thìa giấm táo hòa vào nước sôi. Dùng hai bàn tay che phần phía trước cánh mũi rồi cúi xuống phần nước giấm táo pha chế. Thứ ba là xông phòng. Để đẩy các virus, vi khuẩn xấu ra khỏi căn phòng của bạn, bạn chuẩn bị một chậu nhỏ, 15 giọt tinh dầu thiên nhiên như tinh dầu xả, bạc hà, tinh dầu tràm. Tốt nhất là tinh dầu ấm của Đông y nhưng không phải loại dầu gió. Cùng với 40ml rượu trắng. Đầu tiên bạn cho 40ml rượu trắng đổ vào nước sôi ấm già. Sau đó nhỏ 15 giọt tinh dầu. Bạn đóng kín cửa phòng để chậu xông gần khu vực người bị cảm sốt virus. Với cách xông này, bạn có thể áp dụng xông cho các loại virus khác như chân tay miệng, quai bị. Nếu dịch đau mắt đỏ thì thêm một cái lá trầu không. Đơn giản hơn, bạn có thể dùng đèn xông tinh dầu có bán rất nhiều trên thị trường. Ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn rất nhiều. Cách thứ tư là hít hành tây, hành tím, tỏi, sắt miếng nhỏ, cho vào cốc hoặc bát nhỏ rồi bắt đầu xông mũi. Nếu giãn nhuyễn thì càng phát huy tác dụng. Theo như các nhà khoa học thì hành tây có thể đẩy lùi chứng ngạt mũi nhanh chóng mà không có tác dụng phụ. Cắt nhỏ hoặc giãn nát hành tây, sau đó lấy một cái khăn mỏng buộc kín lại rồi để gần mũi, ngửi cho đến khi hết ngạt mũi. Thứ năm là dùng gừng tươi để trị nghẹt mũi, hiệu quả và đơn giản. Hãy thêm gừng vào các món ăn hàng ngày. Nếu mũi nhạy cảm, khi trở trời bạn nên uống một ly trà gừng tươi, chọn củ gừng nguyên vẹn, không cạo vỏ, màu vàng, củ ngả nâu và vỏ khô nhăn là bị để lâu. Đổ vào hai bát nước nhỏ, đun sôi 10 phút thì bỏ bã. Cho chút mật ong, một lát chanh tươi vào cốc sẽ rất dễ uống và trị bay chứng ngạt mũi nhờ vị cay, tính nóng, có tác dụng trị cảm lạnh, nghẹt mũi, long đờm, trị nhức đầu. Cách thứ 6 là xoa vuốt. Nếu bị nghẹt mũi trái, hãy nằm nghiêng về phía bên phải và ngược lại. Dùng ngón trỏ bấm vào huyệt Ninh Hương ở hai bên cánh mũi, vài 3 phút sẽ thấy hiệu quả ngay. Hoặc lấy ngón cái và ngón trỏ, hoặc hai ngón trỏ vuốt nhẹ nhàng lên sống mũi, làm nhiều lần trong ngày. Cách thứ 7 là hít hương dầu tràm. Hoặc bạn có thể xông mũi bằng nước nóng hòa với chút tinh dầu tràm cùng với muối để giúp giảm nhẹ triệu chứng. Cách thứ 8 là bạn nên ăn các gia vị cay nóng như ớt, hạt tiêu, mù tạt. Đây là cách trị ngạt mũi và loại bỏ vi khuẩn để dịu triệu chứng ngạt mũi. Khoa học đã chứng minh những món ăn chứa nhiều gia vị, cay nóng sẽ giúp bạn giải cảm nhanh, giảm ngạt mũi đáng kể nhờ các chất nhầy gây ra ngạt bị tăng tốc độ dịch chuyển, giúp mũi giảm tắc, dễ thở hơn. Cách thức thứ 9 là uống mật ong và chanh tươi, bỏ vào một cốc nước ấm, khuấy đều vào uống 3 cốc một ngày sẽ giúp sớm loại bỏ tắc mũi, chống ho hiệu quả.
Cách thứ 10 là dùng khăn thấm nước nóng trước khi đi ngủ đặt ở hai tai khoảng 10 đến 15 phút sẽ dịu chứng ngạt mũi. Do ở tai có nhiều dây thần kinh nhỏ xíu điều tiết máu ở mũi, gặp nóng huyết quản sẽ giãn ra và giúp thông lỗ mũi. Quá trình ngâm mình hãy thở đúng cách, hít vào phình bụng ra, thoải mái để hơi ấm bay lên làm dịu mũi lại và thông dần. Cách thứ 11 là nhỏ vài giọt dầu tỏi, không phải nước tỏi tươi, vào mũi để giúp tẩy sạch các chất nhầy trong mũi, giúp trị chứng nghẹt mũi. Cách 12 là dùng một tách trà nóng như trà bạc hà, trà xanh, có thể giúp đẩy lùi cảm cúm, một trong những nguyên nhân gây ngạt mũi. Còn giúp tinh thần sảng khoái, ấm cơ thể, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, giảm viêm nhiễm cho bạn. Cách thứ 13, nếu nghẹt mũi kèm mệt mỏi, hãy pha nước ấm với tinh dầu bạc hà hoặc gừng giã nhỏ để xông hơi cơ thể. Có thể tắm ngâm mình nhanh thì càng tốt, giúp cơ thể tiết ra các chất bẩn, lưu thông mạch máu, tinh thần sảng khoái, đẩy lùi bệnh tật. Cách thứ 14 là nhai từ 2 đến 4 lá húng quế. Đây là cách khá đơn giản trị ngạt mũi, hoặc uống trà húng quế sẽ giúp loại bỏ ngạt mũi. Còn về cách chăm sóc mũi và xử trí khi cơn nghẹt mũi như sau. Bạn chuẩn bị một lọ nước muối sinh lý có tác dụng lớn bảo vệ chăm sóc mũi, nhất là cho trẻ nhỏ. Mỗi ngày nên nhỏ mũi 2 đến 3 lần. Nước muối sinh lý giúp chống khuẩn rất tốt. Nó làm lọ nước mũi đặc và thông mũi nhanh chóng. Nếu mũi đang khỏe mạnh, bạn có thể nhỏ một vài giọt nước muối sinh lý mỗi ngày cũng làm cho mũi được sạch và khiến vi khuẩn không kịp sản sinh. Nếu bạn đã sử dụng tất cả các cách trên mà không khỏi, nghĩa là bạn bị ngạt nặng hoặc ngạt mũi kinh niên, cần đi khám bác sĩ, để lâu sẽ ảnh hưởng nhiều đến mắt và não bộ. Những chú ý cần lưu ý như sau. Uống nhiều nước để làm giảm dịch nhầy ở mũi từ 8 đến 10 ly một ngày và dùng các thức uống lỏng như canh, nước rau luộc, nước ép trái cây, trà thảo dược giúp trị chứng nghẹt mũi. Ăn thức ăn nóng và uống nước nóng giúp ngăn ngừa mất nước và giảm nghẹt mũi. Hạn chế ăn thực phẩm có nhiều đường, bột vì chúng sẽ làm chứng nghẹt mũi thêm trầm trọng. Tránh xa những thực phẩm nhiều đường và carbon hydrate. Ăn nhiều ngũ cốc, nguyên chất, các loại cá. Tránh những kích thích như khói thuốc, mùi son, mùi nước hoa, rượu vì chúng làm bạn khó chịu hơn. Khi bị nghẹt mũi, hãy gối cao hơn bình thường để cổ và đầu bạn tạo thành góc 15 độ chênh với giường, sẽ dễ chịu hơn. Phòng ốc nên giảm bớt các tác nhân tích bụi, vi khuẩn xung quanh lâu ngày gây ra những vấn đề về nghẹt mũi như gấu bông, các loại đồ bông không cần thiết sử dụng. Hãy nâng giặt ga trải giường, chăn chiếu, màn gối để giảm bụi và vi khuẩn gây tác nhân ngạt mũi. Đó là những thông tin cần thiết dành cho bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.